X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. Xin chào các khán giả thân thiết của X Channel. Nam Phương rất vui khi sau hai video lần đầu tiên được lên sóng thì mình cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như là ưu ái của mọi người. Vậy nên là trước khi đến với nội dung của video ngày hôm nay của chúng ta, Nam Phương rất mong rằng các anh em có thể dành tặng cho Nam Phương cũng như là X Channel một nút like và subscribe kênh để chúng ta có thể được gặp nhau nhiều hơn nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Mẹ cô gái bán gà bị kết án 20 năm tù. Bảo Thanh, Bích Phương và Quốc Trường bị ghẻ lạnh tại lễ trao giải tầm cỡ châu lục. Samsung cho ra mắt chiếc điện thoại có giá lên tới 50 triệu. Ngày 27 tháng 11 vừa qua, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã xét xử bà Hiền, tức mẹ của cô gái bán gà, cùng các mắt xích khác trong đường dây buôn bán ma túy. Và sau phiên tòa sơ thẩm, bà Hiền đã bị kết án 20 năm tù. Bà Hiền liên tục kêu oan và phân trần rằng mình không bao giờ đụng đến ma túy. Tuy nhiên, tòa vẫn kết án với tội danh tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Theo khoản thứ 4 điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt từ 20 năm tù đến tử hình. Theo cáo trạng, bà Hiền từng mua chịu heroin của một nhân vật tên Toán, sau đó Toán bị bắt trong một vụ án khác. Khi ra tù, Toán đến đòi nợ nhưng bà Hiền không trả. Toán cùng một nhóm đối tượng đã bàn bạc và bắt cóc nữ sinh Duyên để gây sức ép cho bà Hiền phải trả nợ. Bà Hiền không trả nợ nên nhóm đối tượng đã hiếp dâm rồi sát hại nữ sinh Duyên. Vụ việc này sẽ được xử lý trong những phiên tòa sau. Dù xuất hiện với tư cách những ngôi sao đại diện Việt Nam tại lễ trao giải Asia Artist Award 2019, nhưng cả Bích Phương, Bảo Thanh và Quốc Trường đều không mấy vui vẻ gì khi tham gia sự kiện này. Điều đầu tiên chúng ta nhận thấy là vị trí ngồi có phần ghẻ lạnh của ban tổ chức khi sắp xếp cho ba ngôi sao Việt Nam. Bích Phương lên hát thì các sao Hàn tỏ thái độ ngán ngẩm, không quan tâm. Quốc Trường thì bị fan bất ngờ đột kích, dấy lên dấu hỏi về sự an toàn của sự kiện. Cùng với đó là một loạt các vấn đề lùm xùm như chương trình làm tại Việt Nam nhưng lại không có MC tiếng Việt, chương trình không có phiên dịch mà chỉ có MC Hàn. Nhìn chung, cư dân mạng cho rằng nếu đã muốn thâu tóm như vậy thì tốt hơn nên tổ chức ở Hàn chứ không nên mang sang Việt Nam làm gì. Nếu dùng dỉnh tiền bạc vào cuối năm nay thì ngoài mua đồng hồ ra, Nam Phương có một gợi ý dành cho các anh em, đó là một sản phẩm vô cùng đặc biệt đến từ Samsung. Gã khổng lồ xứ Hàn này chuẩn bị tung ra thị trường chiếc Samsung Fold với màn hình gập cánh bướm có giá lên tới 50 triệu đồng. Đây là chiếc smartphone đầu tiên của Samsung sử dụng công nghệ màn hình OLED dẻo, có thể gập lại gọn gàng. Khi gập lại, máy có kích thước nhỏ gọn, màn hình 4,6 inch, dễ dàng cầm và thao tác bằng một tay. Để tận dụng màn hình rộng, Samsung tích hợp chế độ đa nhiệm với khả năng hiển thị tối đa 3 ứng dụng trên một màn hình. Người dùng vừa có thể làm việc, vừa giải trí và tra cứu thông tin trên chiếc điện thoại này. Samsung màn hình gập sẽ được bán tại Việt Nam từ giữa tháng 12. 50 triệu là tương đương với một chiếc đồng hồ Squidmatch chất lượng rồi. Không biết nếu như được lựa chọn giữa một chiếc đồng hồ và điện thoại thì các anh em sẽ lựa chọn sản phẩm nào đây? Hãy comment xuống đây để cùng trao đổi với Nam Phương nhé! Và trước khi chia tay thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho Nam Phương cũng như là X Channel nha! Xin chào và hẹn gặp lại! X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi.